Vậy Dạ. là em mua cái mic này như nó bị trùng lặp âm với ai hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi, dạ em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Thì hai anh em chuẩn bị đi vào mộ của bác Năm để lau chùi dọn dẹp rồi sau đó mình về thôi cả nhà ơi, cũng chiều rồi. Mà giờ này xong mấy giờ anh? 4 giờ 10 em. 4 giờ 10 mà tiếng kinh thì có lẽ là sẽ tắt trong một chút xíu nữa đây. Không, khoảng 3 phút nữa. 3 phút nữa hả? 3 phút nữa là sẽ tắt phải không? Đó, quý cô chú anh chị ơi. Thì mình đi lau mộ vô bác Năm thôi quý cô chú anh chị. Đặt góc bên đó kia. À. À, quý cô chú anh chị. Thì ở đây thì em có đem theo cái khăn ướt này cô chú anh chị. Tắc kinh hả? Trời ơi. Thì thần cơ chịu tốt ha. Đó. Cương tử nha mà chưa chắc bằng anh. Đây cô chú anh chị. Mình có cái bọc nghề giống như đồ nghề. Mai anh mua cho cái túi shop bự. Túi gì? Cái túi shop á. Mua luôn hả? Mua luôn. Túi lụm với mua cái gì? Nam mô A Di Đà Phật, bác ơi cho con phép lau hình bác ha. Để chuẩn bị về chiều rồi con. À, để con lau tí xíu để bày tỏ tấm lòng đi ha. Tấm lòng thành. Dạ, con luôn Mô A Di Đà Phật. có những cái tấm lòng thành ha, chỉ có một lòng thôi Một lòng chứ hả? không có hai lòng. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà lòng con là lòng trắng nha, không có lòng đen. Lòng trắng Dạ, con nói gì có tai nghe thôi chứ máy con nằm xa quá không ai nghe hết trơn. Con là lòng trắng chứ Đúng không có rồi, lòng xanh. anh nói em nghe thôi. Dạ. Con chỉ nói tai nghe thôi. À, được rồi, nói Tại nhiều vì đó được rồi. hồi xưa giờ ai cũng nói lòng con là màu trắng hết, nó không bao giờ bị phẩy đen được. Nhưng mà Đó. còn còn em thì đối với em thì da em trắng hay da em đen nhưng mà lòng em trắng. À vậy hả? Vì em rám nắng nên da nó em đen. Nếu em anh thấy mà em không rám nắng thì da em cũng vẫn đen bình thường. Da của em là dạng da bánh ít. Dạ bánh ít hả? À, da bánh ít Không dám đâu anh, hồi xưa em đứng ở nhà thuốc em da em trắng lắm á. phải không, Thiệt. do em sức kem cho khách nhiều quá em bị đen lại hay gì Thử thử kem kem thử 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 kem cho khách đúng không. Ừ. Cậu quảng cáo mình nhận biết rồi. Em là giờ em biết anh rồi đó, anh mọc cái nanh ra rồi. Nói chung á, mình cố gắng mình giao sao cho da của mình đừng có đen quá để mai mốt mình về quê xứ sở của mình bà con còn nhận ra mình nữa, yêu quý mình nữa chứ tưởng đâu mình như cục than đen thui thui lùi á, người ta không có nhận ra mình nữa thì thôi thua luôn. Tóm lại thì á, mình có đen cỡ nào thì đen À, lòng ha. mình cố gắng trắng không? Ừ, mình cố gắng mà lòng mình nó À. trắng là được, còn anh chỉ sợ là đen quá mà chạy ngoài nắng quá là bị À. ung thư da đó. Tiêu cực nó thiệt. Ừ, tiêu cực tím nó ghê lắm, À. ung thư da đó chứ không đùa đâu. Dạ. Cho nên thấy anh quấn giống như là sắc ướp không. Hồi nãy em tưởng em chùm cái quần lên đó. Ừ, không có nói thiệt luôn á. Đâu đâu mà kéo lên lại Đây nè, coi. kéo Kéo đó. lên Kéo coi. đó. Không thiệt, tại vì anh Dạ. mua tới 3 cái lận. Gì hả? Ừ, chùm nhiều Có khi màu cũng màu khéo gì? thấy lộn cái kia đội, người ta nói là đội cái quần nó chết Mấy màu? hả. Mấy màu? À, màu đen với lại màu trắng với lại cái màu mà nâu nâu rằng ri á. Dạ. Ừ, mua được 3 màu. Trước nhìn sau hả? Hội lộn nha, cá rồi tới công chuyện. Bác Năm ơi thì chiều nay con xin phép là lau hình để con đi về. Cũng chiều rồi. Mình lau mộ thì mình chủ yếu là Rồi, chịu rồi. mình coi trong mấy cái kẹt này của chú anh chị. Em đôi khi em lao em nhìn thấy bà nhện hoài luôn em đuổi bà ra. Đúng rồi. Rồi, có cầm à, đồ quan khác tâm chưa, mình làm đi đồ chú bên nha. khác đồ. Chiều nát giống như đà thải cây trông. Thì nãy hấp với tài lau Bùn này. Lau mộ nhảy hả? Sình sập sình sập sình, đúng là bé bùn mập ha. sáng Ủa thì mập nó mập chứ mình nó ấm như trời. Ấm mềm hả? Nó mập cũng được hả? À, thì ra là vậy. quá béo phì cũng được À đây. Mà nhờ bây giờ hên. anh.
Ờ, cái này là cái hành trang của tài ha cả nhà. Nhưng mà con trai mập đẹp, con trai mập đẹp Ờ, ốm như anh xấu hả? ốm như anh xấu quắc Nói chuyện tình cảm của mình lâu rồi nè. ốm như anh đẹp đẽ vậy, phải như con Gì chứ mà có chuyện gì chạy lẹ em á. chứ con gái mập xấu, con trai mập đẹp, mà mình đừng có mập quá, mập Ốm vừa thì thôi. mập dễ thương ha. Anh nhớ tới bé Buôn. Đó, bữa bé Buôn lao mộ của năm năm nè. À cô nãy ông lao không, ông nhảy đây nè, ông nhảy Có sụp sình, nhảy không? ông nhảy tụt quần luôn mà, Sao quay ông nhảy xém tụt quần gì bôi bát mới buồn vậy thiệt, ông nhảy xém tụt quần luôn cô chú. hả? Ông thì cũng có những người vô kênh anh comment là chắc là sau này sẽ Nha bên nói đây là điện gì chị? thoại bởi vì nhảy bất chấp. Đúng rồi, Ừ, nhảy bất chấp. nhảy bất chấp ha. Ừ, phải buồn là nhảy bất chấp Thôi luôn. mình đi thắp nhang thôi của cô chú anh chị. Thôi bây giờ mình thắp nhang cho ba cái đi rồi qua bên chỗ ngoại ngoại ngộ ha. Ông ngoại ngộ. Ngoại ngộ là tên Dương Văn Ngộ nha cả nhà. Cả nhà đừng có tưởng là ngộ nha, không có gì đâu ngộ. Nhà đèn đây nè Ngộ chị, là đèn đây. Hai chị mình ở đâu chị? Bình Dương. Bình Dương. Bình Dương chắc chắn là ở Việt Nam rồi. Phải không? Ở tỉnh Bình Dương. À. À, nhưng mà anh biết một điều là ở miền Đông Miền không Đông. ở miền Tây được. Bình Dương miền Đông à. Mình cũng thắp nhang luôn. Chiều rồi, chuẩn bị về. Mấy chị đi 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 vô đây hay là có viếng mộ người thân gì trong đây không? Đi viếng mộ người thân rồi cái ghé qua đây ha. Gì hả? Thôi tại 30 hay 50 cũng vậy thôi, cũng là chở 30 người mà đông là đông quá cỡ thờ mộng. Sao cấp nãy anh không lên anh đếm? Sao cấp nãy anh không lên anh đếm? Bây giờ mình đi thắp nhang thôi với cô chú anh chị. Đây nhang này. Ngày mới là ngày mai đó hả? Trong lịch thì em cũng không thấy ngày mai đâu hết. Lịch không có ngày mai Đúng ha. rồi. Chỉ có thứ hai, thứ ba, thứ tư thôi. Đúng rồi. Tại vì mình thấy Đúng rồi. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. À, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm âm lịch năm Quý Mão. À, con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 cũng như là Cùi Bắp 555 nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, có danh là Tam Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hòa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023. Sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp. Nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nguyện cầu cho tất cả các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh mắc trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua trên toàn thế giới cũng sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Bác Nam ơi, con là Tài 66 Vlog. Chiều nay con có thắp 3 nén hương gửi cho bác Nam. Nguyện cầu cho bác Năm sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bác, chiều hôm nay thì con
con và tài 66 hai anh em con. À, khi lao con mời bác Năm một điếu thuốc ha. Một ai gì là Phật. Ờ. Nam mô A Di Đà Phật. À, con xin phép con thay nước lọc thành nước trà ha cho bác Năm buổi chiều hôm nay. Trà đạo, trà nóng. nó du nhập vào Việt Nam. Đó, trà đạo nè. Trà đạo tôi uống ly nhỏ lắm. Uống ly này no luôn á. Đó, Nam mô A Di Đà Phật. Mời bác Năm à. Uống trà trà nóng ha. Về thọ thực ở uống thì thọ thực được chứ hút thuốc không có thọ thực. Khi mà nói lộn tí xíu à. Là hơn thì cũng xong hết rồi ha. Bây giờ thì con xin phép Năm con giờ tài 66 đi qua bên dọn dẹp cho ông ngoại Dương Văn Ngộn nha. Chưa chứ, từ từ, cứ từ từ anh. Thì em cứ tâm sự với bác Năm đi. Dạ yeah. Công cuộc ha, đốt đốt đèn lại, đốt đèn lên cho trước khi về cho bác Năm được ấm cúng hơn cô chú anh chị, và mình kiểm tra coi nhang 24 giờ rồi nhang đèn được đầy đủ chưa. Nam mô A Di Đà Phật. Bác Năm ơi, thì cũng cuối giờ rồi, cuối ngày rồi, tụi con cũng phải về. Con xin chào, tạm biệt và nguyện cầu cho bác Năm sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Tối hôm nay bác Năm ở lại niệm Phật nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cúi lại bác Năm con về. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn ha, đi qua bên bên mộ ngoại. Ủa cái khăn ướt, khăn giấy đâu ta? Đây. Đi qua bên mộ ông ngoại để lau chùi, thắp nhang, rồi sau đó mình đi về thì cô chú anh chị. Dạ ok anh. Một con đường thênh thang, buổi chiều thật là yên bình, có một chiếc xe hơi, không có ai ngồi trong đó hết, bản số 61. À, phát hiện ha, mộ ngoại trái bưởi mất tiêu. Cái bưởi chân ở đây mất tiêu rồi. Hôm nay là không biết chuyện gì xảy ra với hai anh em ở đây, nói cái gì ở đây.
không gì? có bao giờ mà đem lại những cái gì thư giãn cho quý cô chú anh chị hết. Cái gì? Luôn là nói những cái chuyện mà không đâu vào đâu, không không biết là hôm nay Tài sẽ nghĩ ra chuyện gì ha. À em nghĩ ra được chuyện rồi. Đó, đó mới vừa nói xong chuyện gì vậy? Anh lau bàn thờ đi em đốt nhang nha. Thôi cái nhiệm vụ bàn thờ là của em á, nhiệm vụ công cả em lau đi. Anh có nghĩ ra vậy nữa, để anh đốt nhang đi, nhiệm vụ ai nấy làm. Để mang chữ quýt cái kìa. Ăn đi. Quýt hả? Không. Không không, anh không ăn cái cây. Kìa. Không ăn. Tại đang quýt cho nó nha. Trái cây có nhiều vitamin mà. Vitamin thì em ăn đi. Anh uống cà phê là anh diệt mỡ mà, nếu mà anh qua Mỹ là coi như là người Mỹ là nói là đại gia. Ăn trái cây có nhiều vitamin, như ăn trái quýt là có nhiều vitamin quýt. Anh biết cái vitamin đó không? Đúng rồi. Vitamin quýt. Ăn quýt nhiều, quýt nhiều ạ. Vậy. Nhưng mà thường á người ta nói á, như vậy nè Tài. Nói gì? Theo như anh biết thôi ha. Nếu mà ăn trái cây á là phải ăn luôn vỏ. Ăn luôn vỏ, cái gì ăn luôn vỏ rất là tốt, trái cây mà ăn luôn vỏ rất là tốt ha. Nhưng mà không biết là cái sầu riêng mà ăn luôn vỏ thì không ổn. Cho mò máu không? Ừ, sầu riêng không ăn luôn vỏ được không? Cái ai cũng nói là sầu riêng mà á lộn, cái gì trái cây mà ăn luôn vỏ rất là tốt à, như là bơm, lê rồi các cái. Ủa cái nhang này bị uống rồi. Đốt nhang trong bọc á. Lao bàn thờ của chú anh chị. Anh nhang anh lộn, anh bắp anh khoái đốt nhang. Kêu anh lao bàn thờ, anh kêu anh để anh đốt nhang. Chắc chắc có lẽ anh cũng thèm nhang lắm mà. Gì? Em phải nói như vậy nào mới đúng, là ngán cơm thèm đất. Ngán cơm thèm đất. Gì? Thèm đất hả? Ngán cơm thèm đất. Bữa nay tao bắt chuyện nghĩa tới tập thứ mấy anh? Tới hồi 90 tập thứ 8 rồi. Dạ. Lưu Bị đại chiến xích bích. Dạ. Đúng rồi. Lưu Bị đại chiến xích bích hả? Đúng rồi. Đại chiến xích bích. Ai thắng? Hả? Tôi biết. Để tối về mở lên coi mới biết. em coi biết bao nhiêu lần, em chỉ biết là người đó cái mưu kế gì thôi, chứ còn tình tiết thì em nhớ cũng không có rõ cho lắm. Nói chung thì cái vụ mà Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi xưa là em viết cái xe hủ tiếu tàu không? Sao? Là có in những cái hình mà Trương Phi, Lưu Bị, Quang Vũ đâu á. Ừ. Là anh hay ra đó, anh khoái ăn cái hủ tiếu tàu là bởi vì anh không phải là anh khoái ăn hủ tiếu mà anh khoái nhìn cái hình đó. À. Thầy sao mấy ông giỏi dữ hả? Đúng rồi. Mà anh cũng muốn mong giống như mấy ổng mà anh dở cũng được. Bởi vì người ta thời thế sẽ tạo anh hùng đó mà. Bây giờ thời thế nó xảy ra đi, anh hùng có đầy. Đúng không? Anh hùng rơm à. Anh hùng nấp. Hùng nấp. Bây giờ thời thế mình tạo ra đi, anh hùng nấp đầy. Anh hùng nấp, anh hùng rơm gì thì cũng là một loại hùng thôi. Cũng tên hùng thôi hả? Cũng tên hùng. Bởi vì có chữ hùng là nữ à. Hùng. Quý cô chú anh chị mình lau đèn, lau bàn thờ cho ngoại trước khi đi về. Làm gì đây? Sắp, sắp đi. Con bắp 36 rồi, Tài 36
buổi chiều hôm nay thì cũng như thường ngày ha ông, hai anh em con cũng qua dọn dẹp bàn thờ và con thì thắp nhang, thì tài sẽ châm trà rót nước cho ngoại và dọn dẹp bàn thờ của ngoại. Cũng cuối ngày rồi, anh em con dọn dẹp xong rồi anh em con cũng sẽ về. Bữa sau anh em con tiếp tục ngày mai tại buổi sáng là tiếp tục chào rất là mọi em cho ba anh em con cũng sức khỏe lắp ba số năm sáng sáng và sức khỏe. Nghe cái từ săn sóc giống như là trăm tuổi già nha. Rồi trăm ba cây coi. Ừ hết cũng được nữa. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay thì cũng có anh Cùi Bắp 555 cũng như là chị Nắng Xuân thì nhà xa nên phải đi về sớm rồi. Thì ba anh em chúng con hôm nay đến đây, chiều hôm nay đến đây thắp hương cho ông ngoại cũng như là có mời ông ngoại uống nước trà buổi chiều nay. Nguyện cầu cho ông Dương Văn Ngộ sinh năm 1930, mất ngày 1 tháng 8 năm 2023, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà cùng 10 phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh, các đồng bào mắc trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Chúng con thành tâm nguyện cầu hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chiều hôm nay con gửi cho ông Dương Văn Ngộ ba nén hương. Con nguyện cầu cho ông sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho nhà thơ Kiên Giang sinh năm 1929, mất năm 2014, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mình đi qua bên đây mình thắp hương cho nhà văn Sơn Nam với quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho nhà văn Sơn Nam sinh năm 1926, mất năm 2008, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hả? Nó có chú anh chị ơi, thì buổi chiều nay anh em thì cũng lau dọn sạch sẽ ở bên mộ Bắc Năm cũng như là mộ của ông ngoại. Thì, sau khi dọn sạch sẽ xong thì anh em cũng về, cũng cuối giờ rồi cả nhà. Nên tranh thủ về. Tại vì 5 giờ là Hoa Viên đóng cửa, anh em YouTube thì cũng tạm ngưng tác nghiệp, không quay nữa ha. Nên cũng phải về. Thôi thì em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Em chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Xin chào, bye bye cả nhà nha.
Chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều ăn cơm ngon miệng ha. Một buổi tối ngủ ngon và xem video em thấy hay. Thương anh em thì cho xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào, tạm biệt.